Đây, bạn ra đây. Bạn ra đây và giới thiệu cây của bà đi. Bạn đọc số luôn của bà đi, địa chỉ luôn đi. Mua cây gì thì cứ đọc to mà. Về lại lần nào cũng phải là viết số lên thì mệt lắm. Đọc cho lên cái đầu. Nói chưa chưa nói luôn đi. Đấy, số điện thoại 0949 0949 750368 368 rồi. Có mừng. Chợ cây cần Vạn Phúc. Đấy, đây bà này này. Nhìn ra thấy cái bà này. Nhìn thấy bà này là thấy vui rồi. Đấy. Đây, quy me kia bao tiền? Me nó to nhiều quả kìa. 28 chứ mà mỏ bà nào bảo bao tiền nhỉ? Cái này là bán hộ nó không hết cả 50 triệu đúng không? Đấy. Rồi, chứ còn cái đống này thì cứ đứng từ từ nhỉ, từng cây một nhỉ. Đây cái bồ đề này bao tiền? Từ ngoài vào trong đi. 5,5 triệu. Rồi. Đây quay kỹ cái cây me này nhiều quả quá. Tí nữa cho xin ít quả về nhé. Chả biết nó là chua hay là ngọt. Chua. Nhìn vào đâu để biết. Đấy, quả me Thái nó hùng nó to hơn. Đây là me ta. Đây cái này me ta. Đây cái này Thái em. Không, ý là nhìn vào đâu ấy. Đâu, phân biệt à? Phân biệt như nào? Không, phân biệt là quả. Nó mụ mà mập mà quả đấy thôi. Mập là Thái. Ừ, còn cái thằng Meta nó dẹp quả mà dễ là ta. Đây. Đây này. Đẹp đấy. Vâng, được. Bà cứ đi đi. Quay. À, thích thì alo. Cứ hỏi biết là cứ ra mà làm việc. Đây là nhập trong Nam ra đúng không? Ừ. Cơ bản là cái to nhưng mà mình để chật nó khó quay quá. Ừ, vì là gốc bệ đẹp, dáng đẹp nó chật quá, vườn nó quá thật. Nhìn chưa thích đấy. Rồi. Cây ổn. Cây rất hay chứ, cây ổn. Lại cho lên cái cây bổ dục thôi. Đấy, không vào được quá, muốn trèo lên lắm nhưng không vào. Đấy. Cây này thì điệu đà đúng chất, bùng lá mới bay, một chùm me đã được 5 lạng rồi. Đấy, đây Thái. Đây này, cây này đẹp. Cây này đẹp. Đấy, cây này nghệ thuật. Bà này này, chuyên me đẹp. Để lên hàng ác thật. Lên hàng ra ma thật. Cây đẹp và kỹ rồi đấy. Cây này mới là cây giá trị này. Lùn lùn đây này. Chân bệ rất côn. Côn. Tài cảnh ạ. Tất nhiên uốn thôi nhưng mà dù dịt chứ cắt giật thì đến bao giờ. Me này có phải xanh xi luôn rồi. Đấy. Đây, đây cái A chiến. Bà này hôm nay chuyên me. Cái trực này cũng được. Trực này cũng được, không có nó vướng không, các bạn đứng xa. Đây này, toàn me. Đó. Còn mấy cái to mà. Này thì về chỉ chơi đi các bạn. Thay thì nó thay cái chậu cho nó là mai chu thủy lá lớn này, hoa nó thích hơn, hoa nó thích nó thoáng hơn cái hoa lá, cái cây lá nhỏ nó dày chi chít này. Thơm quá, rậm rạp đây, có cây chắc
nhận được. Đấy. Thớ gỗ to. Thớ gỗ to. Phê đấy. Úi xời, cái phi lao dã man. Này, cảm giác sống có mỗi tí rồi. Cát này thôi, chứ chả có gì. Sống giữa sống rồi. Đây, cũng xanh tốt thôi. Đấy, các bác bảo cứ hỏi người ta từ còn được như làm việc cứ hỏi suốt thêm sao được. Đây, bạn đang tưới cây cho mình. Đó. Ngày không hết việc, thuê người làm không hết việc. Toàn me là me, lọc lối đi vào. Bồ đề đây. Cái này là ôm hòn đá. Chắc ôm lâu rồi, lâu năm lắm rồi. Để đổ nó cậy ra, xử đục nó ra. Hòn đá trơ. Ui, nắng quá. Hơi nẹ này. Như cái khô chân vệ. Chân vệ ở trước. Mai các bác cố qua chợ tí nhé. Con này lâu rồi chưa thể bán được, chắc tăng tiền. Đây. Kiếp cái chắc này nhìn này, mưa gió lên cái xanh mướt mát chưa, nhìn thấy thích đúng không các bạn? Chứ lọc đi thì chắc nhìn chán đời lắm. Nhìn cái màu xanh này chắc là thấy yêu đời hẳn. Các bạn, si cổ. Bồ đề này, à quên. Túc này đẹp đấy. À. Nằm chậu là lâu năm lắm rồi đấy. Nhớ mới được như này. Nhưng mà các bác là yêu cái dáng này không thôi. Dáng này tông nó hơi cao, hơi cây nó không được nghệ thuật cho lắm như này. Được cái tuổi cây, được chậu. Chứ còn ra thế thì phải làm lại. Nếu mà chơi luôn thì cứ thế mà chơi thôi. Cứ tỉa là nó sẽ càng ngày càng dày lên. Đấy, cách chơi đơn giản nhất là cứ lên là tỉa thôi. Cái này phải bán khoảng 6 triệu hay là mấy triệu. Các bác nhìn này, có cái khế này mà tôi vừa mới vào thị sát vòng thấy nó cổ lão lắm rồi. Nhưng mà bà bán rồi. Đây này, kế Nhật nó có hoa quanh năm này, siêu hoa. Mai mai là phiên chợ à? Mai là 24 giờ phiên chợ. Đấy, hoa này. À, thì chợ mà không ra được thì bức xúc đấy các bạn, xúc lắm đấy. Đấy, mai. Cái mai mà các bác yêu mà chơi mai chuyên sâu ấy, thì thường thì mà chơi được hàng to thì nên chơi cái lá to này. Nó thích hơn. Cái hoa nó thoáng hơn. Vì cái tay cành nó to mà hoa nó cũng dài hơn. Cái hoa kia nó dày mà khi mà nó nở thì tôi không nói, khi mà nó tản các bác nhìn nó đen đen này. Nhìn tệ hại lắm. Nhưng mà này thì nhìn nó tinh khôi, chân thoát. Mỗi bác hít một hơi cho nó thơm này. Rồi. Đó, thơm chưa? Thơm lắm. Cây si. Nắng quá. Đủ
đi được một khoảng cái vùng có những cái cây to, cái me là độc đáo, là cũng có quay sơ sơ, quay kỹ thì không khó lắm. Mình nó đứng không có chỗ đứng, cây to ở xa, view xa. Bây giờ để vào trong này không có cây.